Thưa quý vị và các bạn, đây là cái xưởng sản xuất của nghệ sĩ, nghệ nhân Vân Tùng, người được mệnh danh là cha đẻ của linh vật đường hoa Nguyễn Huệ. Rất nhiều năm qua thì nghệ nhân đã và đang đi theo cái việc mà thiết kế mỹ thuật và đảm nhận cái khâu mỹ thuật cho khu vực đường hoa Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh. Xưởng sản xuất nằm trong một cái làng ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Cái con đường yên tĩnh. Rồi bây giờ mình mời quý vị và các bạn đi tham quan vào cái xưởng của nghệ nhân Vân Tùng để mình tham quan những cái linh vật trước giờ xuất hiện ở đường hoa Nguyễn Huệ, quý vị các bạn nhé. Hôm nay đã là ngày 4 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng chạp năm Nhâm Dần rồi. Dạ, và hiện tại thì nghệ nhân Vân Tùng đã làm xong những cái con linh vật mẹ con chuẩn bị vận chuyển. Hôm nay thì buổi sáng thì nghệ nhân Vân Tùng đã ra khu vực đường hoa Nguyễn Huệ để thị sát, giám sát cái công trình. Và tối nay sẽ vận chuyển những cái đồ thiết kế ra để mình dựng lên. Đó. Rồi, bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan nhé. Đây là những cái tạo hình trong cái xưởng của nghệ nhân Vân Tùng, quý vị và các bạn nhé. Đây là một cái chú mèo khổng lồ. Đó, nó giống như hình thiết kế. Và đây là những chú mèo con. Đây, các anh thợ đang vận chuyển những cái mô hình để đi ra xe chở lên đường hoa Nguyễn Huệ. Đây là mô hình thành phố thông minh. Đây là mô hình 12 con giáp. Trong này là cái công đoạn xưởng sơn các cái con linh vật. Đây là cái phòng CNC nha.
Đây là công đoạn cắt các cái mút xốp ra. Cắt mút xốp ra xong rồi đưa vô máy để máy cắt rồi. À, em đang làm cái khâu đó là cái gì vậy em? Dạ, em đang làm khâu cắt mớp anh. Cho máy của bác chạy. Để tạo ra một cái con linh vật đó thì em phải làm những cái công đoạn gì nào? Chung mình đo rồi cắt ra rồi dán lại nhiều thành phần lắm rồi mới đưa lên máy chạy anh. À, để sau khi đưa qua máy chạy rồi xong rồi mình mới sơn lại hả? Dạ, nó mới chạy lên rồi mới ra mới trà nhám. Nó láng lại. Dạ. Rồi mới qua sơn. Rồi qua phun gai mới qua sơn rồi. Dạ. Mới vẽ nữa. Còn vẽ nữa hả? Dạ. Vẽ màu á. Cái công đoạn mà tạo thẩm mỹ cho cái con linh vật á thì ai đảm trách cái đó anh? Đó là qua khâu bên kia anh. Câu bên họa sĩ thiết kế. Dạ, họa sĩ thiết kế. Kia. Rồi, em làm ở đây lâu chưa? Dạ, em làm cũng 5-6 năm rồi. Dạ hả? Dạ. Dạ, em tên gì ạ? Dạ, em tên Nguyễn Khánh Nghiệp. À, cảm ơn Nghiệp nhiều. Dạ. Đẹp hơn và hiện đại hơn. Đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.